lộ lý do ngày đặc biệt của Mỹ luôn diễn ra vào tháng 11. Những phát ngôn gây rúng động của ông Trump và bà Harris trước thêm bầu cử. Vở hài kịch phút của bà Harris bị tố cáo đạo nhái. Kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật mới nhất của chúng tôi. Sau đây là phần tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Không giống như Pháp bầu Tổng thống vào mùa xuân, nước Mỹ luôn bầu người đứng đầu Nhà Trắng vào giữa mùa thu. Theo Bách khoa toàn thư Britannica, các cuộc bầu cử liên bang tại Mỹ được tổ chức vào thứ Ba sau ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 11. Năm nay, cuộc bầu cử diễn ra vào thứ Ba ngày 5 tháng 11. Truyền thống này bắt nguồn từ một đạo luật năm 1845, ấn định cuộc bầu cử đại cử tri. Những cá nhân chịu trách nhiệm bầu tổng thống dựa trên số phiếu phổ thông ở các bang tương ứng với họ vào thứ Ba sau ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 11. Nhưng tại sao lại có sự lựa chọn này? Trong cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên vào cuối thế kỷ 18, Mỹ khi đó vẫn là nước nông nghiệp, việc đi lại của người dân rất khó khăn, đường dài đôi khi nguy hiểm. Do đó, cần phải tìm ra thời điểm thích hợp trong năm để nông dân có thể rời khỏi trang trại và cánh đồng của họ ít nhất một ngày. Ông David Greenberg, giáo sư lịch sử tại Đại học Rutger, bang New Jersey, giải thích tháng 11 có vẻ là một lựa chọn hợp lý vì thời tiết tương đối tốt và vụ thu hoạch đã kết thúc. Đó là cơ hội tốt để thực hiện những chuyến đi dài đến thành phố để bỏ phiếu. Chọn thứ ba làm ngày bầu cử Mỹ còn có lý do khá thú vị. Tại Mỹ, hầu hết người dân đều là những người theo đạo Thiên Chúa và do đó sẽ dành một ngày Chủ nhật để nghỉ ngơi và đi lễ. Còn thứ tư có nhiều khu vực là ngày họp chợ để người dân buôn bán và trao đổi các hàng hóa sau thu hoạch. Ngoài ra, việc đi lại ở nước Mỹ vào thời điểm đạo luật năm 1845 ra đời không thực tiện và khó khăn. Ở các vùng nông thôn, điểm bỏ phiếu gần nhất có thể cách xa hàng chục km và mất một thời gian để tới đó. Người ta trừ hao đôi khi cần phải có một ngày đi lại. Chính vì thế, nếu mọi người không thể đi bầu cử vào ngày Chủ nhật và thứ tư, thì ngày bầu cử cũng không thể là thứ hai hoặc thứ năm. Vì vậy, thứ ba được coi là lựa chọn phù hợp nhất. Bên cạnh đó, lý do ngày bầu cử Mỹ được chỉ định là thứ ba sau thứ hai đầu tiên để tránh việc nó rơi vào ngày 1 tháng 11. Ngày này được coi là bất lợi vì một số người theo đạo Thiên Chúa coi đó là ngày lễ các thánh và các thương gia thường lấy ngày đầu tiên của tháng để thanh toán sổ sách của tháng trước. Mặc dù ban đầu việc chọn thứ ba làm ngày bầu cử vì lý do thuận tiện, nhưng hiện nay thời điểm bầu cử này lại là một trợ ngại. Ít nhất 2% dân số Mỹ ngày này làm trong lĩnh vực nông nghiệp và nhiều người đi làm thứ ba suốt năm. Khi tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu giảm dần theo thời gian, một số người đề xuất chuyển bầu cử Mỹ sang cuối tuần. Những người khác đề xuất giữ nguyên ngày bầu cử vào thứ ba nhưng biến nó thành một ngày lễ liên bang. Mặc dù những nỗ lực cụ thể đó không thành công, nhưng việc tăng cơ hội bỏ phiếu sớm và qua thư đã có tác dụng khiến ngày bầu cử ít quan trọng hơn đối với trải nghiệm bỏ phiếu so với trước đây. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có bài phát biểu bị chê là tục tiễu và đầy thuyết âm mưu nhằm ám chỉ rằng ông không nên rời Nhà Trắng sau thất bại năm 2020 trước đối thủ Joe Biden. Bài phát biểu ngày 3 tháng 11 tại Lancaster, Pennsylvania của ông Trump không giống một bài phát biểu chuẩn mực trong giai đoạn kết thúc chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống. Ứng ừ viên Đảng Cộng Hòa liên tục nêu nghi ngờ về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử và khơi lại nỗi bất bình về việc bị truy tố sau khi cố gắng lật ngược thất bại của ông 4 năm trước. Ông Trump cũng chỉ trích giới lãnh đạo quốc gia và truyền thông Mỹ, chuyển hướng cuộc vận động sang chủ đề bạo lực với báo chí. Khi chỉ còn chưa đầy 48 giờ nữa là đến ngày bầu cử, ông Trump vẫn chỉ trích hệ thống bầu cử và khẳng định ông chỉ có thể thua đối thủ Kamala Harris nếu có gian lận. Trong khi đó, bà Harris vừa có cuộc vận động tại Michigan, bà phát biểu trước một giáo đoàn chủ yếu là người da màu ở Detroit, rằng chúa ban cho nước Mỹ một kế hoạch thiêng liêng, đủ mạnh để chữa lành sự chia rẽ. Hai ứng viên thể hiện giọng điệu hoàn toàn khác nhau khi chiến dịch gần kết thúc. Bà Harris kêu gọi cử tri từ chối sự hỗn loạn, sợ hãi và thù hận. Nữ ứng viên phản bác lại những mô tả của đối thủ về cuộc bầu cử ở Mỹ. Bà nói với các phóng viên sau buổi lễ nhà thờ rằng, phát biểu của ông Trump chỉ nhằm đánh lạc hướng khỏi thực tế là chúng ta có và ủng hộ các cuộc bầu cử tự do và công bằng ở đất nước chúng ta. Bà Harris khẳng định, hệ thống tốt đó là đã hoạt động vào năm 2020 và ông ta đã thua bà Kamala Harris đã xuất hiện vào phút chót trong chương trình hài kịch đêm khuya Saturday Night Live vào ngày 2 tháng 11, tham gia vào tiểu phẩm lấy cảm hứng từ chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024. Bà Harris vào vai hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Nữ chính trị gia sinh năm 1964, tương tác ăn ý với bạn diễn Maida Rudolph vào vai bà Harris, dù chỉ có vài tiếng ngắn ngủi đọc kịch bản. Trong tiểu phẩm, Bà Harris ẩn ý chế giễu việc ông Trump vận động tranh cử bằng xe rác ở Wisconsin vào ngày 30 tháng 10 và gặp khó khăn khi mở cửa. Phó Tổng thống Mỹ cùng Rudolph đã thực hiện kiểu cười đặc trưng của mình. Họ còn thảo luận về khả năng lật ngược tình thế ở tiểu bang Pennsylvania, nơi ông Trump đang dẫn trước về tỷ lệ ủng hộ. Một số người xem nhanh chóng phát hiện bối cảnh mà SNL thiết lập giống với màn đối diễn giữa ông Trump và MC Jimmy Fallon trong The Tonight Show vào tháng 9 năm 2015. Thời điểm đó, tỷ phú Mỹ cũng đang tranh cử tổng thống. Dẫn chương trình phát thanh Ari Hoffman viết trên S, bà Kamala đã sao chép một phần tương tự ông Trump đã làm khi ông ấy tham gia chương trình năm 2015 và phần của Trump thì dài gấp đôi. Một người khác hưởng ứng bà Kamala trên SNL thậm chí không thể là bản gốc mà không phải đạo ý tưởng của ông Trump và tiểu phẩm của ông ấy vui hơn nhiều. Bà ta thật đáng xấu hổ. Tuy nhiên, theo một số ý kiến, cả hai chương trình đều của NBC nên không loại trừ khả năng có sự cố ý ở đây. Nhà đài có thể tận dụng độ nóng của hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ để tăng tương tác cho chương trình. Ngày 5 tháng 11, ở nước Mỹ sẽ có cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 60, cử tri ở Mỹ sẽ lựa chọn giữa cựu Tổng thống Donald Trump thuộc phe Đảng Cộng Hòa và Phó Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris thuộc phía Đảng Dân Chủ để bầu chọn ra Tổng thống thứ 47 cho nước Mỹ. Bà Harris sẽ làm nên lịch sử cho nước Mỹ nếu trở thành nữ Tổng thống đầu tiên và còn lại là người da màu và có nguồn gốc xuất thân từ nước ngoài. Ông Trump cũng sẽ làm nên lịch sử ở Mỹ nếu lại đắc cử Tổng thống khi thành công hai lần trong ba lần liên tiếp ứng cử Tổng thống Mỹ. theo Open Script, nhóm phi đảng phái theo dõi kinh phí cho các chiến dịch tranh cử. Cuộc bầu cử Mỹ năm nay có khả năng sẽ là cuộc bầu cử tốn kém nhất lịch sử. Với khoảng 15,9 tỷ đô la Mỹ được chi cho tất cả các cuộc đua liên bang, vượt qua mức 15,1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Nếu điều chỉnh theo lạm phát, bầu cử năm 2024 rẻ hơn một chút so với năm 2020. Song mức chi tiêu của cả hai sự kiện đều gần gấp đôi chi phí cho cuộc đua năm 2016 và gấp 3 lần chi phí cho các cuộc bầu cử vào đầu những năm 2000 thậm chí đã điều chỉnh theo mức tăng giá kể từ đó. Phần lớn số tiền trong chiến dịch tranh cử được chi cho quảng cáo. Theo số liệu của Financial Times, at Impact tới cuối tháng 10, bà Harris và các ủy ban hành động chính trị (PAC) đồng minh đã chi hơn 1,2 tỷ đô la Mỹ cho quảng cáo. Con số của ông Trump chỉ hơn một nửa, khoảng 650 triệu đô la Mỹ. Phần lớn số tiền trong số đó, khoảng 1,4 tỷ đô la Mỹ, được chi cho các bang chiến địa, trong đó bang Pennsylvania thu hút số tiền lớn nhất gần 390 triệu đô la Mỹ. Bà Tracy Malik, một nhà môi giới bất động sản tại Pittsburgh và vùng phụ cận chia sẻ, gần như tất cả quảng cáo thương mại chúng tôi có hiện nay là quảng cáo chính trị. Còn chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết đã chi hơn 88 triệu đô la Mỹ cho quảng cáo trong nửa đầu tháng 10 và ông còn 36 triệu đô la Mỹ trong ngân hàng cho giai đoạn cuối của chiến dịch. Theo một hồ sơ gửi đến Ủy ban bầu cử liên bang, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã huy động được 16 triệu đô la Mỹ trong giai đoạn này. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vẫn chưa nộp báo cáo chi tiết về tài chính của chiến dịch trong nửa đầu tháng 10. Tuy nhiên, chiến dịch của bà Harris đã huy động và chi tiêu nhiều hơn chiến dịch của ông Donald Trump trong những tháng gần đây. Bầu cử ở Mỹ tốn kém và kéo dài hơn nhiều so với các nước dân chủ công nghiệp hóa khác, trong khi chiến dịch ở Canada chỉ kéo dài 36 đến 50 ngày với chi phí 69 triệu đô la Mỹ cho năm 2021. Tổng chi tiêu của các đảng ở Anh trong bầu cử năm 2019 là 80 triệu đô la Mỹ bầu cử Mỹ kéo dài quá lâu và có đắt đỏ cho một câu trả lời nằm ở quy mô. Mỹ là nước có diện tích lớn và việc tiếp cận cử tri ở các thị trường truyền thống đắt đỏ như New York luôn tốn kém. Một nguyên nhân khiến bầu cử ở Mỹ tốn kém là do hệ thống bầu cử sơ bộ, nơi các ứng cử viên phải đầu tư nhiều để giành chiến thắng, thay vì được chọn bởi các lãnh đạo đảng như trước đây. Hơn nữa, các hạn chế tài trợ cho chiến dịch ở Mỹ rất lòng lẻo, do tòa án cho rằng giới hạn này vi phạm quyền tự do ngôn luận. Nghiên cứu cho thấy việc mất một nhà tài trợ hàng đầu có thể giảm tỷ lệ phiếu bầu của ứng cử viên trung bình 2,5 điểm phần trăm, có thể quyết định kết quả trong những cuộc đua xít sau. Theo CNN, cả hai ứng cử viên tổng thống Mỹ đều chưa đưa ra giải pháp rõ ràng cho xung đột Ukraine, còn Nga sẽ không thay đổi mục tiêu vì bất cứ lý do nào. Khi được hỏi về khả năng Nga tham gia đàm phán sau hậu bầu cử ở Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết điều này phụ thuộc vào việc Ai sẽ trở thành Tổng thống Mỹ tiếp theo? Cũng theo ông Zelensky, Nga tỏ ra thận trọng trước các cam kết từ hai ứng cử viên Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Nếu đắc cử, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với Ukraine. Tuy nhiên, bà Harris vẫn có một số cam kết khác biệt khi ủng hộ Kiev, điển hình như việc cầm Ukraine sử dụng vũ khí NATO tấn công vào lãnh thổ Nga. Còn ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump lại nói sẽ chấm dứt xung đột ở Ukraine và ra lệnh ngừng bắn sẽ được đưa ra chỉ trong 24 giờ. Kế hoạch chấm dứt xung đột Ukraine do ứng cử viên phó tổng thống Zidivas đưa ra cũng ủng hộ mục tiêu này của ông Trump. Các nhà phân tích nhận định chính sách đối ngoại của Mỹ sẽ có nhiều thay đổi dựa trên kết quả bầu cử, nhưng điều này chưa chắc đã tạo ra bước ngoặt trong các cuộc đàm phán hòa bình. Ngoài ra, Moscow không có động thái nào cho thấy sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán bất kể ai trở thành ông chủ nhà trắng. Thomas Graham, một chuyên gia về chính sách đối ngoại về Nga cho biết, những gì ông Trump đưa ra chỉ là cách tạo ấn tượng và không dựa trên bất cứ cơ sở nào. Tôi không nghĩ quá trình này sẽ diễn ra nhanh như cam kết của ông Trump. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc cắt giảm viện trợ quân sự của Mỹ rất có thể sẽ dẫn đến những thay đổi trên chiến trường. Ông Graham nhận định, Nga sẽ tìm cách khai thác những bất ổn chính trị ở Mỹ sau bầu cử cũng như mối quan hệ đồng minh giữa các phương Tây. Những bất ổn đó có thể xuất hiện dưới thời ông Trump, điển hình như việc Mỹ cắt giảm viện trợ quân sự cho các nước đồng minh NATO, hoặc tệ hơn là mâu thuẫn giữa Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ đối với các gói viện trợ quân sự. Ông Graham nhấn mạnh, nếu phương Tây không đoàn kết và không thể hiện trung tầm nhìn đối với xung đột Ukraine, Nga không có lý do gì để xem xét lại mục tiêu của họ trong xung đột ở thời điểm hiện tại. Các chuyên gia cho biết, quy mô của cuộc chiến đã trở nên quá lớn đối với một cuộc đàm phán đơn giản giữa Moscow và Kiev đây là rõ ràng là cuộc xung đột giữa Nga và phương Tây. John Locke, thành viên tổ chức tư vấn Chatham House ở London lại cho rằng, đối với Nga, kế hoạch quân sự ở Ukraine chỉ là phương tiện để đạt được mục đích. Mục tiêu của Moscow là hạn chế hơn nữa ảnh hưởng của Mỹ đối với các vấn đề quốc tế. Klalam, địa danh nổi tiếng với nhiều thắng cảnh ở Tây Bắc Washington, được gọi là hạt tiên tri, vì ứng viên thắng ở đây cũng sẽ thắng chung cuộc. Điều này đã xảy ra trong 11 cuộc bầu cử liên tiếp kể từ năm 1980 và trong 29 trên 33 cuộc bầu cử kể từ năm 1896. Lần gần nhất cử tri Clalam chọn sai người là vào cuộc bầu cử năm 1976 khi bỏ phiếu cho ứng viên Cộng hòa Grenfell, người thất bại trước ông Jimmy Carter. Trong cuộc bầu cử năm 2020, Clalam là hạt duy nhất ủng hộ ứng viên Joe Biden. Trong khi đó, 18 địa phương khác cũng có danh tiếng là hạt tiên tri, đều bầu cho ông Donald Trump. Đối với cuộc bầu cử tổng thống năm nay, những yếu tố được cho là ảnh hưởng đến lá phiếu của các cử tri Klalam là kinh tế, nhập cư và quyền phụ nữ. Đây là những yếu tố được người dân nơi đây thường xuyên đề cập tới. Giám đốc phòng thương mại thành phố Port Angeles, hạt Klalam, Mark Abasi cho biết, địa lý lối sống ở hạt này tác động đến cách tiếp cận chính trị độc lập của dân địa phương. Ông Abasi nói, mọi người có lý do khi đến đây. Chúng tôi ở vùng đất bao quanh bởi núi non, đại dương. Mọi người ở đây có tư duy độc lập, tự do chọn ứng viên thay vì cứng nhắc chỉ đứng về một đảng phái. Giám đốc phòng thương mại thung lũng Sequin Duganes, Beth cho biết, ở clalam chúng tôi đặt áp phích ủng hộ ông Trump trong sân, còn hàng xóm đặt áp phích bà Harris, tất cả đều tôn trọng ý kiến của nhau. Dù có lượng dân da trắng lớn tuổi đông đảo, nhân khẩu học ở clalam rất đa dạng. Khu Squim đầy nắng phía đông tập trung nhiều người hưu trí, trong khi phía tây có nhiều người khai thác gỗ, ngư dân, còn thủ phủ Port Angeles là trung tâm du lịch với nhiều hoạt động ngoài trời nhóm dân gốc Latin ở làm cũng đang gia tăng, ông Pratt nói. Tôi nghĩ rằng sự đa dạng nhân khẩu học ở Hạt sẽ tiếp tục đại diện cho nhân khẩu học của quốc gia ở quy mô nhỏ. Khi nhận chú ý lớn, các quan chức làm cho biết truyền thống chọn đúng người của Hạt vừa là niệm tự hào, vừa là một bí mật. Ông ABC bày tỏ, hy vọng rằng chúng tôi sẽ lại chọn đúng ứng viên đắc cử một lần nữa trong mùa bầu cử năm nay. Tỷ lệ giữa hai ứng viên là bà Kamala Harris và ông Donald Trump vẫn đang rất xiết sau, Liệu lần này sự lựa chọn của các cử tri hạt Klalam có còn chính xác? Tiếp tục kỷ lục sau 40 năm, hay năm 2024 sẽ là lần đầu tiên kỷ lục này bị phá vỡ? Người ta sẽ phải đợi đến sau ngày 5 tháng 11 mới có được câu trả lời.